Hôm nay có cái con này nó vô trước sân nhà, mình chạm vào nó cái nó phình cái bụng của nó lên nè mọi người. Không biết ở chỗ mọi người thì nó có cái tên là gì, còn ở chỗ mình thì hay gọi nó là ảnh ương. Khi mà mưa xuống á thì mình hay gặp nó lắm. Coi kìa, nó phình cái bụng của nó lên như cái trống. Từ lúc mình gặp nó tới giờ là nó nằm yên chỗ vậy nè, rồi mình chạm vô nó chỉ phình cái bụng nó lên chứ nó không nhảy đi đâu. Còn ảnh ương này nó cũng khá là hiền và dạng nha mọi người, nó còn hiền hơn mấy con ếch, mấy con nhái ngoài ruộng nữa. Gặp mấy con kia nãy giờ mình chọc là nó chạy mất tiêu rồi. Chưa từng thấy con gà nào mà ngủ kiểu như vậy hết trơn á mọi người. Hôm nay mình cho nó ăn tập được mấy ngày, nãy giờ nó cũng biết ăn thức ăn rồi đó. Tới khi mà nó biết ăn thức ăn rồi cái nó chịu ăn lắm. Bởi vậy giờ nó ra hai cái lông cánh dài hơn lúc trước nhiều lắm rồi. Sau khi ăn xong á, ở trong mát không chịu đâu, đi ra ngoài nắng đi vòng vòng vậy đó. Không những nó đi ngoài nắng không đâu mà nó còn nằm ở ngoài luôn nữa. Công nhận con gà này cũng thích phơi nắng quá nè. Bởi vậy sống chung với nhau riết thì từ từ hiểu tính của nhau hết trơn à. Chẳng những thích phơi nắng mà còn thích nằm cái kiểu như vậy nè mọi người. Chưa từng thấy con gà nào mà nó nằm cái kiểu giống như con gà này, nằm thẳng hai cái giò ra mới chịu à. Trời thì đang nắng gắt nữa chứ, nó nằm cái kiểu này á mình thấy mình cũng sợ sợ. Mới khiều khiều kêu nó dậy mà không ngờ nó nằm xuống nó ngủ tiếp kìa.